Không chỉ những người nhiều năm trở lại mới bỡ ngỡ trước sự đổi thay của Cam Lộ hôm nay, mà cả người dân sinh sống trên quê hương này cũng cảm nhận rõ sự chuyển mình đáng phấn khởi. Người dân Cam Lộ vốn kiên cường trong kháng chiến bao nhiêu, ngày hôm nay lại hăng say lao động bấy nhiêu để xây dựng quê hương no ấm, đẹp giàu. Họ yêu và tự hào trước sự đổi thay của quê hương mình. Nhờ sự quan tâm của cấp trên, giống như hội nông dân hỗ trợ một phần kinh phí giống như là về cây con cho vay vốn gia đình tôi là ở một năm, nói tính mình có thu nhập từ rừng cho đến cây con là khoảng năm là khoảng 2-5 triệu. Người dân chính là người thụ hưởng và cảm nhận rõ nhất cuộc sống đổi mới, nâng cao từng ngày đang diễn ra ở những vùng quê nông thôn mới. Từ sự đổi thay rõ nét về mọi mặt, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư đồng bộ, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đây là thành quả của cả hệ thống chính trị và nhân dân không ngừng phấn đấu thực hiện linh hoạt, hiệu quả. Một trong những đột phá mà Đảng bộ huyện Cam Lộ xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 12%, đưa thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 75 đến 80 triệu đồng. Với cái mục tiêu như thế thì chúng tôi đã định hướng các cái nhiệm vụ, đó là xây dựng cái hệ thống chính quyền điện tử, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, đồng thời phát triển nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, thu hút các cái doanh nghiệp về với huyện Cam Lộ để là tập trung đầu tư thu mua các cái sản phẩm nông sản, hàng hóa của địa phương để chế biến sâu, tạo thành nhiều cái sản phẩm ô cốp của huyện Cam Lộ. Từng là cái nôi của phong trào cách mạng trong những năm kháng chiến, nơi ghi dấu sự ra đời và những chiến công oanh liệt của 50 năm trước. Nửa thế kỷ đã trôi qua, cán bộ và nhân dân Cam Lộ tiếp tục dày công dựng xây và phát triển. Nay Cam Lộ đang đổi mới từng ngày, đi lên với những bước phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc.